quý vị và các bạn đã đến với kênh của Nga USC. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp của năm Nhâm Dần rồi đây. Ở trên cái xứ lạnh băng giá của mình cũng làm một chút xíu để tiễn đưa ông Táo. Thì như quý vị đã biết, mấy hôm nay ở cái vùng ở Trung Tây của mình á, New York, trải dài từ New York, Chicago cho tới Minneapolis, Minnesota và Denver thì bão tuyết rất là nhiều. Thành ra là cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều ở khu vực của mình. Thì ngoài trời gọi là vẫn là lạnh căm căm và tuyết trắng phủ mọi nơi. Nhưng mà thưa quý vị, đây ở trong nhà của mình thì với những cái cây cối trồng trong nhà, mình cũng góp nhặt để có được một vài bình hoa để tiễn đưa ông Táo. Thì thưa quý vị, đây là cái bình hoa mà mình cắm với là thứ nhất những cái cành mà quý vị thấy đây là hoa mai Mỹ mà tiếng Anh nó gọi là forsythia. Thì mình đã cắt vào được khoảng là một tuần, hai tuần nay rồi mình cắm nước. Thì nó cũng bắt đầu nó ra những cái đọt của nó đó quý vị. Nó ra những cái xanh xanh rất là nhỏ, để mình quay lại gần quý vị xem nha. Đây quý vị thấy nó nhỏ, nó bắt đầu nó lúa những cái đầu xanh xanh này ra. Thì mình hy vọng là một tuần nữa khi ngày Tết đến thì nó sẽ ra hoa. Và có thể nó ra mà cũng có thể nó không đó quý vị. Tại năm nay trời khá là lạnh lẽo nên là có thể là nó sẽ không ra kịp. Nhưng mà để thêm vào đó thì thưa quý vị, đây mình hái những cái lá của cái cây măng đó, asparagus fern, và thêm vào là những cái quả này. Những cái quả này là cái quả của cái cây lồng đèn đó quý vị, mà mình đã để khô. Bây giờ mình cắm vào đây. Thì thưa quý vị, nhìn đây thì cái bình hoa nó cũng khá là dễ thương. Đó, chia sẻ với quý vị một chút xíu cái bình hoa tiễn đưa ông Táo của mình vào ngày 23. Và thưa quý vị, như thường lệ thì ở trong nhà, như quý vị đã biết thì mình cũng có rất là nhiều cái chậu geranium phong nữ thảo. Thì phong nữ thảo của mình ở trong nhà thì nó vẫn ra hoa đây thưa quý vị. Và đây là mình cũng hái một bình để mình cúng ông Táo. Nhà của người thích hoa, chơi hoa, thành ra là cúng ông Táo chắc năm nay là hoa sẽ nhiều hơn là các trái cây cũng như là bánh chưng bánh tét. Tại năm nay mình cũng có gói bánh chưng bánh tét nữa, nên là chắc ông Táo cũng sẽ có bánh chưng bánh tét. Đó, thưa quý vị, là đây là hai cái bình hoa mà mình cắm để tiễn đưa ông Táo. Và cũng hai bình thì thấy nó cũng hơi lẻ, do đó mình cũng cắt thêm một cái số những cái cành hoa nữa. Thì thưa quý vị, đây là mình cắt một số cái cành của cái cây lá tía tô cảnh này quý vị. Đó, lá tía tô cảnh thì nó cũng có rất là nhiều màu, màu xanh, màu đỏ, nó tùy theo cái lượng nắng mà nó nhận được đó. Thành ra màu nó cũng rất là dễ thương. Và như quý vị đã thấy thì đây mình cũng hái một số những cái lá tía tô cảnh để cắm vào một bình hoa nữa. Thì đây, hôm nay xin chia sẻ với quý vị, đây là ba cái bình hoa mà mình sẽ đón ngày ông Táo, tiễn đưa ông Táo về trời vào ngày hôm nay, ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Nhân đây mình cũng thứ nhất là chia sẻ với quý vị một chút xíu về cái không khí Tết ở cái xứ băng giá của miền Trung Tây của nước Mỹ của mình vào một ngày 23 tháng Chạp. Và cũng nhân thể đây, nhân cái ngày Tết Quý Mão sắp đến, thì mình cũng xin gửi đến tất cả các quý vị, các ông bà chú bác, anh chị em một năm mới thật là nhiều may mắn, nhiều sức khỏe, mọi việc sẽ hanh thông tốt đẹp. Và mong rằng năm mới tất cả chúng ta nghĩa là đều làm ăn phát tài ha. Thôi thì hôm nay mình quay một chút xíu để chia sẻ với quý vị những cái bình hoa mà mình dùng để đón ông Táo, mà mình xin dừng ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái video vào kỳ tới. Chúc quý vị một năm Quý Mão sắp tới với vạn điều như ý. Mình xin dừng. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.